Là ngươi, trùng chân nhân, ngươi đến bây giờ vẫn còn không chịu lấy bộ mặt thật gặp người sao? Ta vốn chính là trùng, mỗi một con trùng đều có thể là ta. Nói đi, ngươi có biện pháp gì? Trùng này tên là cường thủ hào đoạt trùng. Thời khắc mấu chốt dùng nó, có thể cướp được tất cả thánh khí. Ngươi rốt cuộc đang tính toán cái gì? Ta là đang giúp ngươi. Diệt tộc nhân, đổ sát đi. Xong rồi, đối phương có kỳ tích thành khí. Binh trường phá rồi. Dù sao cũng là tới tìm ta, ta đi ngăn cản. Có chuyện gì? Về địa ngục tránh một chút đi. Nơi đó bọn hắn vào không được. Ta là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Ta cứ trốn tránh. Nhân tộc lúc nào mới có thể quật khởi? Thôi vậy, người muốn chết thì chết đi. Ta cũng có mấy vạn năm không có hoạt động gân cốt rồi. Ta sẽ không để cho các ngươi bước vào thần lòng cốc nửa bước. Người rốt cuộc cũng ra đây rồi. Tổn thương đồ nhi ta, ta phải để ngươi trả lại gấp trăm lần. Vạn cổ thần quyền. Đây chính là nửa bước chí tôn. Không dùng mặt nạ hư vô, căn bản ngăn không được. Giao ra hai đại kỳ tích thành khí. Vậy mà là trấn hồn quan. Cái này ta lấy chắc rồi. Ngươi lại là người nào? Dựa vào cái gì cướp đồ của ta? Bảo vật thiên hạ, chỉ người tài mới có. Ta đã nói rồi, để ta giết trước. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể tùy ý trưởng khống sinh tử của ta? Tình huống không đúng, mặt nạ này có chút cổ quái. Vậy thì làm sao? Ta là vạn cổ chí tôn, chiếu sáng vạn cổ, vạn tộc đều là phồn tinh. Hiện tại, bên cạnh ngươi không có một ai. Ngươi hết đường để chạy rồi. Đấy khôn, hắn chưa chết. Là bởi vì Xuân Thu Thiền sao? Vừa hay, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần để chết rồi. Dừng lại, luyện hóa mặt nạ hư vô. Ngươi sẽ triệt để biến thành quái vật. Vì tôn nghiêm cuối cùng của nhân tộc, ta cam nguyện biến thành quái vật. Người tên ngốc này, cho dù ngươi luyện hóa, cũng sống không quá 10 phút. Ngục chủ, ta và ngươi ở chung 500 năm, ta phát hiện ngươi là người rất nhàm chán. Bây giờ nói cái này làm cái gì? Ngươi mặc dù sống vô số kỷ nguyên, nhưng đều là ngày qua ngày, chỉ là đơn thuần còn sống mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ngươi không phải đơn thuần vì còn sống mà sống. Có rất nhiều thứ, đáng để ta dùng sinh mạng tới bảo vệ. So với khi cả một đời hèn nhát tham sống sợ chết, ta càng muốn làm anh hùng 10 phút hơn, để cho tàn nhân tộc chiếu sáng cửu di. Hóa ra là ngươi cái tên này. Thứ ta thiếu khuyết chính là loại cảm xúc mãnh liệt này sao? Ông bạn già, cùng ta chiến đấu một trận cuối cùng đi. Hoang vu chiến giáp. Cái áo giáp này là cái thứ gì? Cả người hắn khí tức đều thay đổi rồi. Ta từng nghe nói, binh khí mạnh nhất nhân tộc. Hoang vu chiến giáp. Hoang vu thương. Tu La Vương kiếm. Ba, nhất định phải chống đỡ đấy. Nếu như không có gì bất ngờ, Thái Cổ Long Tổ lập tức liền sẽ khôi phục rồi. Ta
ta cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Là ngôi sao Đường Linh. Mười bậc cuối cùng đi xong, ngươi liền có thể đạt được vô thượng truyền thừa. Không bao lâu nữa đâu. Xem như thích đáng rồi.